Mến chào quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, tấn an khang, giàu sang và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để được đón xem những video mới nhất mà ban tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử vi tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, xuất huyệt chi xà đúng tháng 12 âm lịch năm Quý Mão 2023, được lộc bề trên mà ăn nên làm ra, tiền tài như ý, phúc lộc đề nhà, xuống số liên tiếp đổi đời đại gia. Thưa quý cô bác Ất Tỵ thân mến, sự vất vả của 1965 là điều được định sẵn trong cuộc đời của họ. Khi họ phải đối diện với những gì mình gây ra, không còn có thể lảng tránh hay lười biếng mà phải hành động với đầy tính trách nhiệm và sự lo toan, bỏ cuộc là điều không thể có, nên chỉ có cách duy nhất là mặc kệ người đời hay mặc kệ miệng lưỡi, cứ vậy mà cặm cụi làm việc, hy vọng hanh thông. Tại thời điểm tháng 12 âm lịch tới đây, bản mệnh một bước lên mây, phúc khí bao vây, cứ thế hốt trọn lộc trời, tiền về ngập két, trả sạch nợ nần. Bản mệnh tuổi này sẽ được thần tài điểm tên giàu có bất ngờ, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, lấy lại những thứ xứng đáng thuộc về mình. Tuy nhiên cần phải thực sự biết một điều, không sẽ gặp phải họa lớn. Vậy không để mất thêm thời gian, cô bác hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây. Thưa quý cô bác tuổi Ất Tỵ thân mến, định luật cây tre nôm na rằng tre mất 3 năm đầu để lên được 2 đến 3 phân, sau đấy đến năm thứ 5 trở đi thì mỗi ngày lên được 30 cm, và chỉ mất 6 tuần để lên được 15 m. Với 1965 Ất Tỵ, tạm áp dụng định luật cây tre vào mệnh số của họ, vì họ dừng chân tại chỗ đã khá là lâu rồi. Dừng chân không phải là không làm gì, làm chứ, vẫn làm nhiều là khác, chỉ là tựu thành thì chưa lắm so với cái nỗ lực, cái gốc rễ của họ mà thôi. Này Ất Tỵ thân mến, cô bác còn nhớ có cái thời cô bác suy nghĩ mọi sự giản đơn chứ, tự tin cho rằng chỉ cần mình cố là sẽ thắng, chỉ cần mình chiến là sẽ được, bao lần vỡ òa vì nước đến chân mới nhảy, nhưng lại nhảy được rất xa, bao lần đạt được thắng lợi nho nhỏ về thân. Nhưng sau khi dày công kỷ luật, tất cả những thứ đấy có thể cô bác đã quên vì bị không gian xung quanh đồng hóa. Có thể cô bác không còn nhớ bị đời vùi cho suốt những năm vừa rồi, nhưng đừng tự khóa lại sự bất phàm của bản thân như thế. Cặm cụi và lầm lũi, chăm chỉ và lì đòn, thêm tính kỷ luật cùng biết dựng xây tính toán kế cuộc đời, Ất Tỵ chắc chắn sẽ còn lật mình mà tiến xa. Tôi không quan tâm cô bác bao nhiêu tuổi, cũng chẳng quan tâm cô bác mạnh yếu như thế nào, tôi chỉ mong cô bác luôn giữ vững niềm tin vào cuộc sống, tin chính bản thân của mình. Việc cải vận thay mệnh sẽ chẳng khó khăn gì với Ất Tỵ cả. Một trong những điều mà thầy bói đã phán đó là người Ất Tỵ chưa thực sự hiểu chính bản thân họ. Suốt ngày lo nghĩ cho người khác mà lại chẳng quan tâm yêu thương bản thân mình. Đến tuổi này rồi mà vẫn chưa hiểu được tại sao bản thân mình vẫn mãi cực khổ, thì cũng vừa đáng trách mà vừa đáng thương. Dẫu biết cuộc sống Ất Tỵ cũng không dễ dàng gì, cày như trâu mà lại chẳng nhận được thành quả xứng đáng. Sống hiền lành nên luôn bị bất công chèn ép, thị phi bùa vây. Ất Tỵ à, đã đến lúc chấm dứt sự thống khổ này thôi, hãy ngồi lại và lắng nghe bản thân của mình nhé. Tháng 12 phát tài chính là thời điểm đầy triển vọng đối với người tuổi Ất Tỵ. Nhiều phương diện cuộc sống của cô bác có bước cải thiện lớn lao, và đó chắc chắn là thành quả xứng đáng với công sức cô bác bỏ ra từ trước đến nay. Nguyệt lệnh lâm dưỡng đại diện cho sự phát triển, nhờ vậy mà công việc của cô bác cũng sẽ có những thành tích đáng mừng từ trước đến nay. Nếu cô bác vẫn luôn ngoan cường chịu được nhiều khó khăn, vất vả, không than vãn, không bỏ cuộc, thì tháng này cô bác sẽ có nhiều cơ hội phát triển. Năng giao tiếp giỏi cũng sẽ giúp ích cho cô bác rất nhiều trong quá trình xây dựng các mối quan hệ, thậm chí có người còn may mắn gặp gỡ với quý nhân, chạm tay vào cơ hội hiếm có. Tiếp theo là vận trình tổng quan 4 phương diện người tuổi Ất Tỵ 1965 trong tháng 12 âm lịch năm 2023. Sinh năm 1965, tuổi Tỵ, cầm tinh con rắn, có ngày sinh dương lịch từ ngày mùng 2 tháng 2 năm 1965 đến ngày 20 tháng 1 năm 1966, thiên can Ất với địa chi Tỵ, mang ý nghĩa xuất huyệt chi xà, rắn rời hang.
Nam tuổi Ất Tỵ, mệnh hỏa, phúc đăng hỏa, lửa đèn to. Mệnh phúc đăng hỏa là gì? Chúng ta có thể cắt nghĩa chữ phúc mang hàm nghĩa vui vẻ, may mắn, đủ đầy. Còn đăng nghĩa là ngọn đèn, chữ hỏa nghĩa là ngọn lửa. Vì thế phúc đăng hỏa được xem là ngọn lửa ấm phát ra từ chiếc đèn mang lại ánh sáng, niềm vui. Người mệnh phúc đăng hỏa, Ất Tỵ tuy giống như ngọn lửa đèn dầu mà con người thường sử dụng, tụ ít thành nhiều, ánh sáng rực rỡ, sáng lạn. Đây là ngọn lửa dùng để thắp sáng, nấu ăn, sưởi ấm, đuổi thú dữ. Vì thế mà phúc đăng hỏa chiếm giữ một vai trò vô cùng quan trọng đối với cuộc sống của con người, có thể mang lại cho con người có được niềm vui, hạnh phúc và may mắn. Ngọn đèn chiếu sáng bóng tối giúp cho cuộc sống con người không còn tăm tối, trẻ con được học hành mỗi tối để mở mang tri thức. Chính vì lẽ đó những người mệnh phúc đăng hỏa có một đặc điểm, đó là tiếp cận vấn đề muộn nhưng giải quyết vấn đề sớm, vì họ là những người có nhiều phát minh, sáng kiến, luôn nhìn thấu mọi vật và từ đó có lối giải quyết thỏa đáng, nhanh gọn. Phúc đăng hỏa 1965, có tư duy hướng đến tri thức, văn minh, trong họ có một ngọn lửa bất diệt thắp sáng trong những đêm trường tăm tối, cách suy nghĩ của họ tích cực, tiến bộ, thường đi trước một bậc. Khi trao đổi, tiếp cận với họ bạn sẽ được gợi mở nhiều ý tưởng quý báu, nó là nền tảng để đi tới thành công, nên bạn hãy trân trọng những người bạn như vậy. Bản chất của ngọn lửa ngoài sự sáng suốt còn mang năng lượng, nên những người mệnh phúc đăng hỏa rất nhiệt tình, tốt bụng, thích giúp đỡ người khác, biết quan tâm người khác. Những người phúc đăng hỏa 1965 cũng nóng tính, nhưng giúp đỡ người khác luôn vô tư, hết mình. Phúc đăng hỏa là ngọn đèn sáng sủa, nhưng bản thân ngọn lửa là một luồng khí nóng, hư tâm, trống rỗng, cùng với tâm lý cải cách, tiến bộ, đi trước thời đại. Vì vậy nên cần tránh những tệ xấu như xa rời thực tế, ảo tưởng, không có tính khả thi, để rồi có lúc họ phải thất vọng. Mặt hạn chế trong tính cách những người này, đó là đôi khi cậy tài, sống ngông, kiêu ngạo. Năng lượng của ngọn đèn không phải vô tận như năng lượng tự nhiên. Vì thế muốn phát huy năng được ưu thế và để cho những người mệnh này cống hiến đóng góp tốt hơn, thì cần có sự quan tâm, động viên, sự tự thưởng sẽ truyền thêm niềm tin và năng lượng cho họ. Tử vi tháng 12 năm 2021 tuổi Ất Tỵ âm lịch khai thông được bế tắc, quý nhân luôn đồng hành. Người tuổi Ất Tỵ trong tháng 12 năm 2023 âm lịch có nhiều khởi sắc đáng kể, đón nhiều niềm vui tốt lành và dễ gặt hái được thành công nhờ có tam hợp che chở. Những khó khăn và bế tắc trước đó cũng dần được khai thông, con giáp này được quý nhân ở bên trợ giúp nên không còn điều gì phải lo ngại như trước nữa. Thêm vào đó, sự quyết đoán, không do dự sẽ giúp những chú rắn rất nhiều để có thể giải quyết những vấn đề còn tồn đọng. Không khí hân hoan đón Tết cũng giúp bản mệnh có tinh thần làm việc hăng say, khả năng sáng tạo được khai thác và phát huy mạnh mẽ. Về tài lộc, con giáp này cần chuẩn bị tinh thần để đón tài lộc đang chuẩn bị ùn ùn kéo về nhà. Tài chính của bạn trong tháng Chạp khá lý tưởng và có nguồn thu từ nhiều nguồn, có thể từ công việc chính, cũng có thể từ nghề tay trái. Nói chung không cần lo lắng về chuyện tiền bạc, có thể thoải mái sắm sửa cho Tết. Đường tình duyên của tuổi này cũng thuận lợi hơn trước. Người độc thân có khả năng gặp gỡ và làm quen với người tâm đầu ý hợp, tình cảm phát triển nhanh chóng. Các cặp đôi vì bận rộn với công việc cuối năm nên ít có thời gian dành cho nhau, vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn lặt vặt, song mọi chuyện sẽ sớm được hóa giải, trả lại sự bình yên cho gia đình. Sức khỏe của tuổi Ất Tỵ tháng này nhìn chung ổn định, không có gì đáng lo ngại, tuy nhiên bản mệnh vẫn nên để ý tới vấn đề ăn uống, đi lại, đừng để gần Tết rồi còn gặp sự cố hay thương tật. Trong tháng tiệc tùng, ăn uống liên miên nên cần kiểm soát để chức năng tiêu hóa tránh bị quá tải. Về phương diện sự nghiệp, theo dõi tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch về phương diện sự nghiệp, con giáp này được cả tam hợp thái tuế và chính quan độ mệnh, hứa hẹn những khởi sắc rực rỡ trong công việc. Điềm báo sẽ có quý nhân xuất hiện để dìu dắt bản mệnh vượt sóng gió, những khó khăn và bế tắc trước đó cũng dần được khai thông. Thêm vào đó, sự quyết đoán, không do dự sẽ giúp những chú rắn rất nhiều để có thể giải quyết những vấn đề còn tồn đọng vào cuối năm. Các mối quan hệ nơi làm việc cũng rất tốt đẹp, mọi người vui vẻ và nhiệt tình giúp đỡ lẫn nhau để cùng hoàn thành công việc chung. Sự đồng lòng đó đã giúp tạo dựng nên một tập thể vững mạnh, trong đó không thể thiếu sự góp sức của bản mệnh. Không khí hân hoan đón Tết cũng giúp bản mệnh có tinh thần làm việc hăng say, khả năng sáng tạo được khai thác và phát huy mạnh mẽ. Nhìn chung con giáp này đang làm rất tốt để có thể chứng minh được năng lực của mình với cấp trên. Đây là thời cơ hiếm có, bởi bạn có thể khẳng định được giá trị của bản thân, để đòi hỏi quyền lợi xứng đáng hơn với mình. Nhất là khi Tết đã cận kề, bạn hoàn toàn có lý do để đưa ra yêu cầu tăng lương, tăng thưởng chẳng hạn. Có thể nói, gạt bỏ những khó khăn trước đó, tuổi Ất Tỵ ngày càng tin tưởng vào bản thân, tin tưởng vào quý nhân, nên dần dần mọi khó khăn được tiêu biến,
con đường phát triển trước mắt cũng càng ngày càng rộng mở. Tuy nhiên, vận khí tốt chỉ quyết định một phần nhỏ, cái chính vẫn là sự nỗ lực của chính bản thân bạn, nhất là khi trong tháng có nguyệt lệnh lâm tử ám tàng. Nếu cứ dựa dẫm vào vận may thì bạn sẽ chẳng thể đạt được những thành quả rực rỡ đến vậy. May mắn chỉ là một yếu tố phụ để đi tới thành công. Những ai hăng hái, tích cực làm việc, miệt mài cố gắng ắt thu thành quả xứng đáng. Và ngược lại, ai an phận thủ thường, chỉ cầu ổn định, kết quả đạt được sẽ rất bình thường. Tháng này, bạch hổ hung tinh sẽ khiến bạn phải di chuyển nhiều hơn. Nhưng nếu đó là việc cần thiết cho công việc thì hãy cứ thoải mái đón nhận. Rất có thể cơ hội đang ở phương xa chờ đợi bạn đón nhận. Về phương diện tài lộc, trong tháng 12 âm lịch này, tuổi Ất Tỵ gặp được cục diện bán hợp trợ lực nên vận trình có nhiều khởi sắc khá rõ, phương diện tài lộc cũng không ngoại lệ. Đây cũng là tháng cận Tết, thu nhập ngày càng tăng, tài vận hanh thông, cơ hội làm ăn, hợp tác đầu tư lớn càng nhiều, giúp tinh thần của bản mệnh vô cùng hân hoan. Bạn có nguồn thu từ nhiều nguồn, có thể từ công việc chính, cũng có thể từ nghề tay trái, nói chung không cần lo lắng về chuyện tiền bạc, có thể thoải mái sắm sửa cho Tết. Con giáp này luôn biết được ưu thế của mình nằm ở đâu để phát huy, đi tắt đón đầu, dẫn đầu xu hướng, con đường làm giàu càng ngày càng rộng mở. Tuổi Ất Tỵ sẽ đón nhiều cơ may kiếm tiền trong tầm tay, nhưng lưu ý cầu tài cũng cần có lộ trình nhất định. Đừng vì nóng vội muốn kiếm hời để đón Tết mà đi theo con đường không chính đáng, dù dùng cách gì để làm giàu đi nữa, nếu bạn đi theo hướng chính đáng, ắt sẽ thu về lợi nhuận cao. Bên cạnh đó, dù tiền bạc có rủng rỉnh đến đâu, bạn cũng cần cân đối lại việc chi tiêu của bản thân sao cho tốt nhất để đảm bảo thu chi cân đối và có ngân sách tích lũy tốt. Sắm chết ở mức độ vừa phải và hợp lý, đừng quên tình hình khó khăn chung đã ảnh hưởng bất lợi từ đầu năm nên không cần phải quá xa hoa làm gì. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Theo tử vi tháng 12 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, với sự tác động tích cực từ tam hợp cục, đường tình duyên của tuổi Ất Tỵ cũng thuận lợi hơn trước. Người độc thân có khả năng gặp gỡ và làm quen với người tâm đầu ý hợp, tình cảm phát triển nhanh chóng, bạn sẽ thấy mình có nhiều vệ tinh vây quanh hơn, điều này khiến Ất Tỵ có nhiều sự lựa chọn. Song đôi khi chính điều đó lại khiến bạn do dự, thiếu quyết đoán, dù là chuyện tình cảm, nhưng đôi khi cũng phải lý trí để đưa ra lựa chọn sáng suốt và phù hợp với mình bạn nhé. Các cặp đôi vì bận rộn với công việc cuối năm nên ít có thời gian dành cho nhau, vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn lạt vặt, song mọi chuyện sẽ sớm được hóa giải, trả lại sự bình yên cho gia đình. Một số cặp vợ chồng còn đón tin vui về chuyện con cái, càng khiến những ngày đón Tết thêm ý nghĩa và hạnh phúc, gia đạo ấm cúng, tâm trạng của ai cũng hân hoan vui mừng. Theo dõi phi tinh tháng, sao nhất bạch chủ nhân duyên, đào hoa, hỷ khánh ngụ ở vị trí Tây Nam, nơi đây nên được sắp xếp đồ đạc gọn gàng, sạch sẽ, để cát khí dễ dàng lưu chuyển, mang tới vận may cho bản mệnh về chuyện tình cảm, nhân duyên. Về phương diện sức khỏe. Sức khỏe của tuổi Ất Tỵ tháng này nhìn chung ổn định, không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, do tác động của bạch hổ hung tinh, nên bản mệnh vẫn nên đề phòng họa huyết quang hoặc những tai nạn bất ngờ, làm gì cũng cần phải cẩn thận, nhất là khi tiếp xúc với những vật sắc nhọn và có tính sát thương cao. Đồng thời, bạn cũng nên để ý tới vấn đề ăn uống, đi lại, đừng để gần Tết rồi còn gặp sự cố hay thương tật. Trong tháng tiệc tùng, ăn uống liên miên nên cần kiểm soát để chức năng tiêu hóa, tránh bị quá tải, tránh lái xe khi đã uống rượu bia, sử dụng chất kích thích kẻo tự mình gây họa lớn. Thưa quý cô bác anh chị, chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa là chúng ta đã khép lại một năm 2023 dài đằng đẵng. Đối với Minh Đường Tử Vi thì năm qua khá nhiều may mắn nhờ được các thầy tử vi dự đoán được tương lai nên biết tránh những họa hại vận vào mình, nên cũng bớt phần đen đủi. Không biết quý cô bác anh chị Ất Tỵ 1965 có ổn không ạ? Hãy bình luận xuống bên dưới video để Minh Đường Tử Vi được biết nhé! Trước khi đến với chi tiết từng tuần trong tháng 12 âm lịch này, Minh Đường Tử Vi xin gửi tới một đoạn chưa đầy đủ lắm về năm 2024 của quý cô bác anh chị tuổi Ất Tỵ. Vậy năm 2024 này là hung hay cát? Xin hãy đến với phần luận giải sau đây của Minh Đường Tử Vi nhé! Năm 2024 Giáp Thìn, mệnh hỏa, tương hợp với mệnh hỏa của tuổi 1965, can Ất gặp can Giáp là bình hòa, chi Tỵ gặp Thìn cũng được bình hòa. Như vậy xét các yếu tố về mệnh, ngũ hành, thiên can, địa chi của tuổi Ất Tỵ với năm 2024 đều được hòa hợp. Người tuổi Tỵ 1965 nam mạng, trong năm Giáp Thìn sẽ có cuộc sống bình yên, an lạc bên cạnh người thân, gia đình, sự nghiệp của mệnh chủ đã đi vào quỹ đạo, nên chỉ cần duy trì thành quả đã gây dựng từ trước, các khía cạnh khác như gia đạo, tài chính cũng được thuận lợi, hòa hợp.
Nhìn chung tổng quan tử vi năm Ất Tỵ 1965 không có nhiều biến động, mọi thứ vẫn phát triển theo hướng tích cực. Mệnh chủ nên trân trọng khoảng thời gian này để làm nhiều điều có ý nghĩa, giúp đời và giúp người. Trong 12 con giáp, tuổi năm Ất Tỵ là những người có tính cách khiêm nhường, điềm tĩnh, kiên trì, ngay cả khi đạt được những thành tựu trong công việc, mệnh chủ vẫn không ngừng học hỏi, luôn giữ tinh thần cầu tiến. Năm 2024 này, công việc của nam Ất Tỵ vẫn trên đà phát triển, mệnh chủ có thể tham gia vào các hoạt động đầu tư nếu có kiến thức và sự hiểu biết. Đối với những người làm công ăn lương thì hãy cứ làm việc bằng sự tâm huyết, nhiệt tình của mình rồi sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Ở độ tuổi 60, nam Ất Tỵ không quá quan trọng chuyện tiền bạc hay những khoản thu nhập cao, mệnh chủ làm việc với phương châm lao động là vinh quang, tinh thần thoải mái, vô tư, lý do bởi vì đây là khoảng thời gian con cái đã trưởng thành, nam Ất Tỵ không còn nhiều nỗi lo trong cuộc sống, thay vào đó, mệnh chủ cần có những khoản tiết kiệm phòng trừ cho sức khỏe tuổi già, chi tiêu hợp lý, quản lý tài chính thông minh là cách giúp nam tuổi Ất Tỵ dư giả tiền bạc, chủ động hơn trong cuộc sống. Gia đạo của nam tuổi Ất Tỵ trong năm 2024 được hưởng hạnh phúc, bình yên trọn vẹn, là người sống tình cảm nhưng ít thể hiện ra bên ngoài, mệnh chủ thường quan tâm mọi người xung quanh bằng hành động âm thầm. Trong năm Giáp Thìn, nam tuổi Tỵ 1965 hãy dành nhiều thời gian hơn để quan tâm người bạn đời, chăm sóc con cháu trong nhà, trân trọng từng phút giây bên cạnh những người thân yêu, đây mới là điều ý nghĩa nhất trong cuộc sống. Sức khỏe là tài sản quý giá nhất đối với nam tuổi Ất Tỵ, đặc biệt là khi đã bước vào độ tuổi 60, trong năm 2024 này, mệnh chủ cần chú ý nhiều hơn tới cơ thể của mình. Mặc dù chưa có dấu hiệu bệnh tật, nhưng không được chủ quan, mà hãy duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống đủ chất dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý. Bên cạnh sức khỏe thể chất, thì đời sống tinh thần cũng là điều nam sinh năm 1965 cần lưu tâm. Ở độ tuổi xế chiều, đôi lúc mệnh chủ sẽ cảm thấy cô đơn, hụt hẫng. Đó là sự thay đổi bình thường trong tâm sinh lý, nam tuổi Ất Tỵ có thể khắc phục bằng cách tự tạo niềm vui cho mình, suy nghĩ về những điều tích cực, trò chuyện nhiều hơn với người thân bên cạnh. Tổng quan tử vi nữ Ất Tỵ 1965, trong năm 2024, sẽ có cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên người thân trong gia đình. Các khía cạnh từ công việc, gia đạo đến sức khỏe đều đi theo chiều hướng tích cực, khiến cho tinh thần của mệnh chủ được an yên, thảnh thơi. Trong năm Giáp Thìn này, nữ mạng sinh năm 1965, hãy trân trọng những khoảng thời gian bên cạnh gia đình, con cháu, yêu thương, bao dung hơn với mọi người xung quanh, có như vậy cuộc sống càng thêm nhiều niềm vui và ý nghĩa. Tuổi Tỵ nữ mạng là những người chăm chỉ, cần cù, làm việc trách nhiệm và trung thực. Vào năm Giáp Thìn, mệnh chủ hãy cứ tiếp tục phát huy những ưu điểm này của mình, duy trì các công việc ổn định trước đó. Bước vào độ tuổi 60, đây là lúc nữ mạng Ất Tỵ nên hài lòng với những thành quả trong công việc. Những quyết định đưa ra trong năm này cũng thiên về an toàn hơn là mạo hiểm. Chủ yếu thời gian này mệnh chủ túc tắc, thảnh thơi thực hiện công việc, quan trọng nhất vẫn là tập trung vào sức khỏe và gia đình. Vận tài chính của nữ mạng tuổi Ất Tỵ trong năm 2024 khá ổn định, mệnh chủ đã có cho mình những khoản tiết kiệm phòng lúc bất chắc cần sử dụng đến. Hơn nữa, cuộc sống cũng không còn nhiều gánh nặng về tiền bạc nên cũng được dư giả, thoải mái. Trong năm Giáp Thìn, Ất Tỵ nữ mạng nên chi tiêu nhiều hơn cho sức khỏe của mình, mệnh chủ có thể cắt giảm các khoản chi không cần thiết khác để đầu tư nhiều hơn vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Đời sống tinh thần, tình cảm của nữ mạng Ất Tỵ trong năm 2024 cũng được hòa hợp, hạnh phúc, là người sống tình cảm, hướng về gia đình, nên mệnh chủ dành phần lớn thời gian để quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ con cháu trong cuộc sống thường nhật. Gia hòa vạn sự hưng, gia đình có hòa thuận thì mới đón được nhiều phúc đức, tài lộc thịnh vượng. Hiểu được điều này nên nữ tuổi Tỵ sinh năm 1965, luôn hành xử đúng mực, bao dung vị tha đối với các thành viên trong nhà, là tấm gương sáng để mọi người noi theo. Bước sang độ tuổi 60, thể chất và tinh thần của Ất Tỵ nữ mạng sẽ có nhiều thay đổi, cơ thể sẽ xuất hiện một số dấu hiệu lão hóa của tuổi tác. Vì vậy mệnh chủ cần chú ý tới các chế độ chăm sóc sức khỏe, ăn uống lành mạnh, nghỉ ngơi điều độ. Cùng với đó, lúc này tâm sinh lý cũng có dấu hiệu thay đổi, nữ tuổi Ất Tỵ đôi lúc sẽ cảm thấy bị cô đơn, hụt hẫng, nhạy cảm hơn mức bình thường. Đây là điều hoàn toàn dễ hiểu khi mệnh chủ đã bước sang độ tuổi xế chiều. Nếu nắm được điều này, nữ sinh năm 1965 hãy suy nghĩ tích cực, đón nhận mọi thứ thật nhẹ nhàng, hướng đến cuộc sống an nhiên, không bon chen thì tự khắc tâm sẽ thanh tịnh, đời sống tinh thần vui vẻ, hạnh phúc. Và bây giờ, xin mời quý cô bác anh chị tuổi Ất Tỵ 1965 đến với luận giải chi tiết từng tuần trong tháng 12, tháng cuối cùng của năm 2023 nhé.
Tử vi tuần 1, tuổi Ất Tỵ tháng 12 âm lịch 2023. Dường như tuần này thần may mắn thích chơi trò trốn tì với người tuổi Ất Tỵ. Điều này khiến tuổi Ất Tỵ tràn đầy kỳ vọng vào cuộc sống. Thực ra, có những lúc tuổi Ất Tỵ bỗng dưng thấy tâm trạng khoan khoái và đầy hứng khởi. Chính lúc đó, may mắn sẽ gõ cửa cuộc sống của bạn. Nhìn chung, trong tuần này tuổi Ất Tỵ hãy làm việc chăm chỉ và tập trung vào công việc cùng các kế hoạch của bản thân. May mắn sẽ không lộ mặt rõ ràng mà sẽ luôn đồng hành cùng bạn khi cần thiết. Trong khi đó hãy thử sử dụng vài liệu pháp kích hoạt vận may bằng phong thủy, chẳng hạn đưa thêm màu xanh vào cuộc sống của mình. Cho dù là trang phục, cây khối trong nhà hay thậm chí là thực phẩm, bạn đều có thể thêm yếu tố màu xanh vào. Màu xanh trong tuần này có thể là biểu tượng mang lại may mắn cho bạn. Màu sắc này có thể giúp bạn giữ bình tĩnh và kiên nhẫn trong nhiều tình huống bất ngờ. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 7 đến 9 giờ. Màu sắc cát tường: đen, trắng. Quý nhân phù trợ: Dậu, Thân, Tý. Con số may mắn: nam 7, 23, 68, 56, nữ 8, 76, 15, 94. Tử vi tuần 2, tuổi Ất Tỵ tháng 12 âm lịch 2023. Tuần này là một tuần đầy may mắn với những cá nhân tuổi Ất Tỵ đang hẹn hò. Tình cảm của bạn trong tuần mới này đong đầy không khí ngọt ngào. Những ai muốn đưa mối quan hệ của mình lên một tầm cao mới, dù từ bạn bè trở thành người yêu hay từ người yêu trở thành nửa kia của cuộc đời thì cũng rất thuận lợi. Công việc tuần này của tuổi Ất Tỵ cũng có điểm sáng, nhìn chung bạn không phải vất vả nhiều trong thời điểm này. Những nỗ lực của bạn trước kia hiện đang mang đến kết quả tốt và mọi việc vận hành đúng quỹ đạo mong muốn. Trong tuần này, bạn có thể chọn đi dạo, thiên ngoài trời để giải tỏa căng thẳng, đồng thời thư giãn tâm trí, chỉ cần giữ ấm cho cơ thể là được. Hãy tiếp xúc với không khí bên ngoài để cơ thể linh hoạt, năng động hơn. Điều này sẽ giúp bạn đảm bảo được tinh thần minh mẫn, sáng suốt trong mọi tình huống. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 21 đến 23 giờ. Màu sắc cát tường: cà phê, xám. Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão, Hợi. Con số may mắn: nam 4, 08, 93, 48, nữ 2, 45, 26, 03. Tử vi tuần 3, tuổi Ất Tỵ tháng 12 âm lịch 2023. Tuần này may mắn sẽ luôn mỉm cười với tuổi Ất Tỵ. Nếu bạn có thể tin tưởng vào sức mạnh của chính mình và không nghi ngờ năng lực của bản thân thì bạn có thể đạt được các mục tiêu đã đề ra. Nếu như bạn cảm thấy lo lắng quá mức hoặc cảm thấy mục tiêu khó đạt được thì hãy thực hành một vài điều tâm linh nho nhỏ để tự tiếp sức cho bản thân. Bạn có thể viết mong muốn của mình ra và treo lên cành hoa cắm trong nhà hoặc buộc nó vào cây nến thơm trong khi bạn ngồi tĩnh tâm suy nghĩ về các mục tiêu lẫn kế hoạch. Đừng quá lo lắng khi tuần này trực giác của bạn trở nên đặc biệt nhạy bén. Bạn có thể tinh ý nhận ra những thay đổi bất thường hoặc khám phá ra những cơ hội tốt, bởi vì may mắn ở bên cạnh, che chở và hỗ trợ bạn có động lực đạt được thành công nhanh chóng hơn. Điều này cũng sẽ dẫn bạn đến những trải nghiệm bất ngờ và nhiều ngã rẽ may mắn hơn. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 11 đến 13 giờ, màu sắc cát tường: xanh rêu, xanh da trời. Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất, Hợi. Con số may mắn: nam 4, 38, 09, 66, nữ 2, 60, 37, 35. Tử vi tuần 4, tuổi Ất Tỵ tháng 12 âm lịch 2023. Một tuần cho những người tuổi Ất Tỵ tỏa sáng đang đến. Đừng ngạc nhiên vì tuần này bạn lại trở nên nổi tiếng đến vậy, đặc biệt nếu bạn là tuổi Ất Tỵ có ảnh hưởng trên mạng xã hội, người của công chúng hoặc sự nghiệp của bạn xoay quanh sự nổi tiếng, mọi thứ của bạn trong tuần này sẽ đạt được bước phát triển mới, bạn cũng có khả năng đưa mọi việc lên tầm cao hơn. Đương nhiên, nhìn thấy ánh hào quang tỏa ra từ bạn sẽ thu hút không ít những kẻ ghen tị, thậm chí muốn chế giễu bạn. Nhưng đó không phải là trọng tâm cuộc sống của bạn, đừng tập trung vào những kẻ đó, hãy cố phớt lờ họ và bám sát mục tiêu của bản thân. Việc quá tập trung vào sai người và sự tiêu cực có thể sẽ làm suy yếu vận may của bạn. Hãy trân trọng những may mắn của bạn trong tuần, đừng lãng phí nó vào những người không đáng. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 21 đến 23 giờ, màu sắc cát tường: xanh lá cây, xanh rêu. Quý nhân phù trợ: Sửu, Tuất, Hợi. Con số may mắn: nam 1, 47, 62, 74, nữ 5, 29, 43, 98. Nhân sinh cảm ngộ.
Thưa quý vị, những câu nói hay châm ngôn về nhân cách sống, đừng vội đau khổ khi có một ai cứ liên tục làm bạn tổn thương. Những lời nói sát thương ấy đôi khi lại giúp ta trưởng thành hơn nhiều, trở nên mạnh mẽ mỗi ngày, và rồi lời nói của đối phương sẽ không còn sức nặng đối với bạn nữa. Nó giống như cái cách tờ giấy nhám giúp ta sáng bóng hơn, còn chính bản thân nó đang tự mài mòn và tới một lúc sẽ bị vứt đi. Ném bùn vào người khác, muốn họ bị bẩn, thì trước hết chính bản thân bạn cũng đã bẩn tay rồi. Tôi không biết chìa khóa thành công là gì, nhưng tôi biết tôi sinh ra không phải để cố gắng làm hài lòng người khác. Đừng bao giờ bắt buộc người khác làm những gì mà họ không muốn. Hãy đối xử tốt với mọi người một chút, như rằng ngày kia nữa thôi. Chúng ta đều sẽ trở về với cát bụi, có hối hận hay luyến tiếc cũng muộn rồi. Hãy nói nếu bạn có những lời lẽ mạnh hơn, nếu không hãy im lặng. Một phút bạn tức giận tức là bạn đã vĩnh viễn mất đi 60 giây hạnh phúc. Bớt nghe, bớt nói, bớt nhìn, cho tâm thanh tịnh, cho đời bình an. Mỗi khi vấp ngã, tôi thường tự nói với mình rằng phải nhanh chóng đứng dậy và đi tiếp thôi, vì chỉ có bước đi mới có thể đến đích. Cùng lắm chỉ là thêm vài lần vấp ngã để lại đứng lên, còn nếu nằm đó, tất cả những gì tôi nhận được chỉ có thể là những tiếng sầm sì. Đừng lo sợ khi xung quanh bạn chỉ là bóng tối, bởi vì bạn là một ngôi sao, bóng tối chính là nơi khiến bạn rực rỡ nhất. Hãy mạnh mẽ, kiên cường và tự mình học cách tỏa sáng. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc, bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.